Hello, xin chào tất cả mọi người. Quay lại kênh Cuộc Sống Mỗi Ngày của em ngày hôm nay nha. Hôm nay là một buổi sáng rất là mát mẻ. Và bây giờ là 5 giờ 35 phút. Bây giờ em sẽ di chuyển cho em Dương lấy đồ về bán. Và hôm nay em sẽ có một TikToker đến để review món ăn của quán cho mọi người. Bây giờ mình cùng nhau đi chợ nha. Bây giờ tới chợ nha mọi người. Gà muốn bò 1 ký. Ây da. Giá sành 1 ký, bắp chuối 1 ký, đâu quá 20 ngàn. Bây giờ đi chợ nha. Tới 30 ngàn nó chưa. Thấy ngàn quay rồi đấy. Trời ơi, trời, kêu bác soạn ra mà chưa soạn mà chia tay bảo quá. Ký chanh nữa 20 ngàn á. Ký giá sạch, ký chanh. Cái bán bánh bèo không vậy? Hả? Cái bán bánh bèo không? Đâu quá cái đó. Ngò gai 20. Đâu hả? 10 ngàn ngò gai 20. Ký chanh nữa. Tại giờ ta vô sáng chưa có gạo nữa. Buồn quá mọi người. Áo mỡ bạn, áo ghế mình. Ngồi ghế 10 ngàn nữa. Đó nhiêu ạ? Cái này của người ta. Ngồi đây không? Để cái chả quế. Lấy nửa cái chả quế quên. Được quế gì? Chả quế. Được quế phải không? Được cái chả quế, nấu bún bầu quế. Bây giờ mình sẽ di chuyển trước chợ cho mọi người xem nha. Bây giờ thì các cô chú anh chị em bán rau đi khi đã bắt đầu dọn dẹp cho các anh đô thị lợi chỉ đạo dọn dẹp mọi người. Đó bồ câu nè, quá trời bồ câu luôn. Đó quá trời thiệt hại luôn. Đó mọi người. Đó. Không có đã bằng viên đi kia. Cái thứ là những cái tầng nhà cao tầng tại chợ Thủ Dầu Một Bình Dương. Phía xa xa kia chính là nhà thờ. Nhà thờ không biết tên. Tại vì mình không có heo cái đạo đó. Mình là đạo Phật. Đây là ngã 6 nha mọi người. Rồi.
cung đường buổi sáng tập thể dục rất là nhiều. Đó, tập thể dục nè, đó thấy không mọi người. Bây giờ mình đi về quán nhé. À, bây giờ mình đã về đến quán nha mọi người. Bây giờ mình nấu tô bún bò đầu tiên trong ngày nha. Hai bao đá mì. Một tô bún bò ít bún cho người mẫu. Chuyên về tới nách. Đẹp lắm. Đẹp lắm các bạn ơi. Đó, phía trước kìa. Đây là bún bò của mình nha mọi người. Ở đó em nhỏ nó mê này xíu quách mọi người. Lúc này đây cũng xíu quách quá trời này không? Giết luôn. Nhiêu? Số tiền con. Để chiếu. Gấp rồi, đã chiếu. Cao nhiều vậy? Uống bò cao nhiều. Không. Đây là xuất bò với dựng bò hầm nước lèo mọi người. Bây giờ khách đang dài rất đông nha mọi người. À, tầm khoảng 7 giờ rưỡi rồi. Đây bây giờ mình sẽ nấu một cục phở tái. Cái quy trình nấu phở của mình thì mình trộn bún phở như thế này mọi người. Mình gõ hết nước ra cho nó đừng có đầu lọt nước lèo. Rồi còn nước thì mình sẽ cho nóng để giữ cái tô có được độ nhiệt ha. Khách hàng yêu cầu phở tái. Đây thịt tái nha. Rồi cá phở luôn. Ok. Có nhiều người ăn tái cũng được mà mình trộn sơ sơ rồi. Đã không một bờ quấy đá, một phở đá là đặc biệt hết đúng không? Đây, một phở tái nha mọi người. Tiếp tục là một tô phở đá và tô bún bò đá đặc biệt. Cái hố cái nồi này mình làm dày bớt cả đông mình đẩy mình nấu luôn. Thấy quá là lụm liền à. Tôi còn cái hố đá nữa.
Bưng tô phở mình ra nguội kìa. Giờ là bún bò bế và phở đá đặc biệt. Ăn mất còn không được mẹ với con mèo. Nó vô được dài đầu bếp được. Má nó thiệt chứ. Bà già. Đấy là hương bệnh hơn. Đây là làm hai tô bún với phở bát đá đặc biệt cho mọi người. Đen bạn, từ từ, đến liền. 80. Đây là nguyên liệu tô bún bò Huế bát đá nha mọi người. Bún bò Huế đâu ta? Đây là tô phở bát đá 60. Nhìn tô phở với mà như bà Bảy đẹp giống y nhau ha. Bà Bảy mày đẹp lắm hả? Sao vậy? Anh lâu lâu anh nghe vợ anh Thiên được đẹp cái là sao vậy? Mà cười chín chiếu. Trời ơi, vợ ta đẹp từ hồi nào tới giờ rồi. Tự tin luôn bộ. Tự tin ta đi tới đâu ta cũng được vậy hết. Mà ta đâu có đẹp 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 mà cái gì mà ghen quá ghen. Bây giờ TikToker bắt vô nha mọi người. Bãi lên dọn cái bàn dùm cho bãi tiếp khách. Dọn cái bàn mới ra đó. Thôi các bạn á. Vô ăn cứ bình thường đi, review dạng khác mà. Con quả nhưng mà. Một phở bò kho nữa.
Chào em. Đâu? Nhiều giá quá. Rồi rồi. Chà là bên kia phở tô đá. Ok không? Anh đứng bếp. Đúng rồi, đứng bếp. Đây vô coi cái tấp pin nè em. Đây là ok em. Em mới sang là được tháng. Em xuống đây bán mới tháng. Anh như vậy tại cũng lâu rồi, tại mình nhân lý thì cũng nhiều quán bò rồi. Anh là lúc trước làm bên quê nhưng mà giờ quê vắng quá xuống đây bán lâu. Anh cũng làm lâu rồi. Quê tới đâu? Ở trên Bến Cát á. Làm bán bao nhiêu năm? Anh bán được 3 năm em. Bún bò tô đá. Đúng rồi. Khách vô mày. Cứ ra quẩy thôi mày. Hai tô đá, hai tô sứ á. Ở đây anh cứ cạo cà phê ngon lắm, thử không? Cà phê. Rồi. Em thử thì cà phê sữa. Rồi, bông cà phê sữa. Ở đây là hầu buổi tối là anh bán luôn hả? Anh bán tới 8 giờ tối, bán lay gai rồi bán rách food nữa. Ý là còn lẩu á. Lẩu anh bán luôn. Anh mới review về cái này thôi, còn lẩu anh chưa có review. Đúng rồi. Anh muốn em giới thiệu làm sao mà vô nó thấy phía trong, tại vì khách nó vô tới cái bảng hiệu nó quay gà. Bởi vậy nó nhìn bên đây không thấy gì hết, tại cái bảng hiệu nó khuất cái quán nè em. Một phở bò kho, bỏ lửa bò kho lên. Một phở tô sứ 40. Tô sứ à? Món gì không vậy? Hả? Rồi. Đây cô bé. Em làm bánh này lâu chưa em? Dạ 1 năm. Tính ra bát đá cực mà anh bán rẻ chứ chỉ 40 năm. Còn cái tình sao có định hợp bát đá là ta bán 60. À không có, tại vì anh muốn rẻ cho khách hàng, bây giờ kinh tế đang khó khăn em hiểu không? À, đúng rồi. Cái này mình phức hẻm nữa. Phức hẻm nữa, đúng rồi. Phở bò kho, phở tô sứ. Rồi ra luôn.
này nấu gì đam mê mấy em. Nhìn siêu quách nó bái rồi biết đi. Chúng mà khách cho ăn hết mấy tô siêu quách rồi. Cái này là ví dụ như còn thì tặng xin cho hay là mua. Bán chứ. À, còn mấy tô con gì? Siêu quách không em 30 vậy. Còn hả hay nhiều quá thì em sẽ anh sẽ lấy cái thịt không. Anh để vô trong cái tô cho khách ăn cho hấp dẫn hơn cái tô phở. Đây là tô phở thường 40. Dạ. Nước lèo ở đây thì trong suốt à. Cái này là phở bò ngon ha. Đúng rồi. Ga. Ga liền. Bà bảy bưng vô phụ ổng kìa bà bảy, để cho nóng cho khách nó ăn nó review bà bảy. Đó, tôi phở kìa. Tôi phở 40 á, bạn của bé đó. Quay TikTok á, đúng rồi. Rồi hủ tiếu vào kho luôn. Tiếu vào kho nhiêu ạ? Hỏi lên luôn. Hai tô phở 9, ít đến phở 40. Đợi bò kho sôi ngút nha, bò kho chưa sôi bảy ngút rồi. Chết luôn á. Đâu? Vậy sao hận gì? Không biết hai vị đánh giá là biết gì. Thôi tổng đi, tới yêu cầu tổng thì tổng rồi. Thôi tôi muốn tổng thì tổng. Nước chưa sôi nè, đẩy bỏ vậy. Rồi, nè, đưa rau lên liền cho nó quay sang chấm. Một, hủ tiếu 40. Đúng gì mà chỉ soi mút ra con hơi. Khách vô luôn bà.
ta. Nãy giờ khách vô liên tục nha mọi người, tiếp tục cơ rồi khách vô cái món quá trời. Được, được. Rồi bỏ ly nhựa đem về bà bảy. Ăn ok, để về tổng hợp ý kiến mà mẹ nữa. Rồi. Thế là sao? Dạ bỏ ly nhựa. Cứ quỳ hiu chân thật em. Dạ đúng rồi. Ủa máy anh đeo trước ngực là gì ta? Google. À, anh quay lúc làm. Đúng rồi. Anh cũng làm ở YouTube mà. À. Đầu tư á. YouTube làm gì nội dung gì anh? Ê, quay cuộc sống mỗi ngày của mình thôi chứ không có làm gì hết, chứ lâu lâu thì nấu ăn giới thiệu món ăn rồi chỉ nấu ăn rồi. Ủa anh ba năm năm bao nhiêu ta? 87. Đứng bếp rồi làm cái gì? Ủa này hồi trước là quán cà phê đúng không anh? Đúng rồi. Ủa em nhà gần đây không? Dạ cũng trong khu vực 1 luôn, cách đây tầm 3 cây, 4 cây. À. Thấy em review với dắt gia đình đi ăn vậy thấy vui. Dạ. Tại ba mẹ em lớn hết rồi, chỉ mua nhà với chịu đi. Dạ. Với lại em đi em tổng hợp ý kiến thôi, tại vì một vị em không có đúng. Đúng rồi. Phải tầm lúc nào cũng đi là trên 2 người hết. Ừ. Với lại em ăn cũng ít nữa. Mấy nhất là mấy quán ăn trời em ăn. Ăn riết rồi. Trời. Dạ, dạ. Dạ, em xin phép về. Rồi. Rồi, có gì cảm ơn nhiều nha. Nhớ giới thiệu anh cái đường vô nó bị phức thôi nha. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video. Chúc mọi người thật là dồi dào sức khỏe, mạnh mẽ bên gia đình nha. Mọi người ghi mến kênh nhớ đăng ký, like, subscribe, ủng hộ và chia sẻ cho mình nha. Hôm nay thì mình được một TikToker đến review đồ ăn, nhưng mà mình phải trả phí cho mọi người, tại vì quán mình nằm trong hẻm, mình cần phải được nhiều người quan tâm để mình quảng bá sản phẩm của mình cho mọi người. Ai đang đồng hành cùng với mình và đang theo dõi video mình thì hãy thương mình, hãy cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ để mình hoàn thành tốt cái mục đích của mình là đam mê ẩm thực cho mọi người. Bye bye, xin chào tạm biệt mọi người nha.